Hello mọi người, chào mừng mọi người quay lại kênh của Thạch Anh Repentron nha. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ và hướng dẫn mọi người cách để chúng ta thay thế màn hình cho cái con điện thoại Redmi 8 nha. Ở đây các bạn thấy là màn hình nó bị đổ mực ha. Ở dưới này không còn thấy gì hết trơn, nó chỉ còn thấy được ở phía trên này thôi. Đó, ở dưới này là các bạn không thể thấy được gì hết trơn ha. Đó, hoàn toàn bị đổ mực toàn bộ phía dưới này. Thì bắt buộc là chúng ta phải thay thế màn hình mới nha các bạn. Thì để thay thế màn hình thì chúng ta sẽ tiến hành tắt nguồn máy nha. Nếu mà máy nó đã bị không còn lên hình nữa rồi thì chúng ta cũng không có tắt nguồn được, thì chúng ta khỏi tắt ha. Rồi tiếp theo thì các bạn sẽ lấy cái khay sim ra nha các bạn. Ok, ta để khay sim qua một bên nha các bạn. Thì đây các bạn sẽ nhìn xem cái này là nắp lưng kính hay là nắp lưng bằng nhựa nha. Ở đây thì nói chung là nó là nắp lưng bằng nhựa nhưng mà nó kiểu như nó giòn, cho nên rất là dễ bị bể, bị vỡ nha. Cho nên chúng ta sẽ tách cẩn thận nha các bạn. Ở đây thì nếu mà các bạn kỹ, các bạn có thể sử dụng máy sấy tóc nha. Đó, nếu mà các bạn kỹ, bạn có thể sử dụng máy sấy tóc để các bạn làm nóng cái phần nắp lưng này lên, để cho cái phần keo nó mềm ra để chúng ta có thể tách dễ dàng nha. Đó, nếu mà các bạn gọi là cũng chưa gọi là chuyên nghiệp, các bạn còn đang mới học nghề, hoặc là những bạn tự gọi là vọc vạch, tự sửa chữa lên á, thì chúng ta nên sử dụng máy sấy tóc để chúng ta làm nóng cái bộ vỏ máy này ha. Còn đây thì mình sẽ từ từ mình nghiên cứu ha, mình sẽ sử dụng cái lưỡi lam để mình chêm nhẹ vô để xem nó có cứng quá hay không. Khi nào nó cứng quá thì mình mới tiến hành mình dùng nhiệt mình sấy ha. Đây bạn, mình sử dụng lưỡi lam mình chêm nhẹ vô thì mình thấy là nó cũng rất là mềm, keo nó rất là mềm, nó không có cứng ha. Cho nên mình sẽ sử dụng lưỡi lam để mình tách từ từ ra luôn nha các bạn. Đó, khi mà cách tách được một phần chút xíu cho nó hở lên như vậy rồi thì các bạn sẽ sử dụng cái miếng mica nè. Đó, miếng mica, miếng phim, miếng chụp X quang cũng được ha, mềm mềm giống như này nè, các bạn sẽ chêm vô. Đó, chêm vô các bạn sẽ vuốt ha. Đây các bạn. Chúng ta chêm vô. Đó, nó vuốt theo cái đường viền này. Đây ạ, nó ra nè. Đó, các bạn cũng không có cần phải sử dụng máy sấy tóc hoặc là máy hấp nhiệt để mà làm nóng đâu. Tại thực sự thì những cái keo này nó chỉ là những cái keo gon dẻo thôi. Đó, khi mà chúng ta dùng cái lưỡi lam ta tách nhẹ ra được một phần rồi thì khi mà chúng ta sử dụng cái miếng phim này chúng ta tách thì nó sẽ rất là dễ dàng. Đó, cái này mà các bạn không biết, bạn lôi mạnh tay lên nó sẽ bị gách chứ mà nha, cái nắp lưng này nè, nó gách, nó nứt, nó không có bể mà kiểu nó nứt, nó gách, các bạn hiểu không? Tại nó là nắp lưng nhựa chứ không phải là nắp lưng kính gương. Chỗ nào bạn thấy nó cứng quá thì bạn dùng lưỡi lam bằng gọc cái keo này ra nè. Đó, bằng gọc từ từ là nó sẽ ra hết nha các bạn, không sao hết. Đó, ở dưới này nó không có dây nhợ gì hết á. Đó, dưới này nó không có bất cứ dây nhợ, dây cáp gì của máy cả, nên các bạn cứ gọc từ từ ha. Và bạn lưu ý là đừng để lưỡi lam nó sứa vào trong cái bộ nắp lưng nha, nó sẽ làm cho cái nắp lưng nó bị xấu đó. Đó, rồi cái co này nó sẽ hay bị dễ bị khứa vào nắp lưng này, cho nên các bạn sẽ dùng miếng phim ở những cái đoạn co này ha. Đó, các bạn sẽ khứa ở ngoài ngoài thì đừng khứa sâu quá nha, chừng cái dao lam nó chạm vào cái phần pin nha. Đó, các bạn vừa làm bằng vừa dạch cái nắp lưng ra. Đó, dạch nắp lưng ra để làm cho cái keo nó giãn ra nha các bạn. Đó, và chúng ta dùng lưỡi lam ta gạch nhẹ là nó sẽ ra ha. Rồi ok, chúng ta lấy được cái nắp lưng của con Redmi 8 các bạn. Rất là đơn giản, không có khó khăn gì cả. Ok, đó thì cái phần tiếp theo của chúng ta là chúng ta sẽ tháo cái phần cụm nắp lưng này. Đó, các bạn sẽ sử dụng tua vít 4 cạnh nha các bạn. Đó, chúng ta sử dụng tua vít 4 cạnh để nó tháo cái phần nắp lưng này ra. Đó, khi mà mở được một con ốc đầu tiên ở ngay góc này rồi thì các bạn sẽ dỡ cái phần kính camera này lên ha. Đó, tại vì cái kính camera này sẽ che những cái phần con ốc khác ha, bắt buộc chúng ta phải mở nó lên trước tiên. Rồi thì công đoạn tiếp theo chúng ta cũng chỉ là tháo ốc thôi nha các bạn, không có gì nữa. Máy này thì nó có 4 camera nha các bạn. Đây là cái camera chính của nó nè, còn những cái này là cái camera phụ, camera góc rộng thôi. Những cái camera đó thì nó hỗ trợ thôi chứ hình ảnh nó không có đẹp đâu. Máy này vẫn là máy nguyên zin các bạn nha, tại vì chúng ta thấy là vẫn còn cái tem bảo hành, cái tem của
Realme, Oppo nè. Đó. Oppo với lại Realme là cùng một hãng rồi nha. Đó, nó chỉ đặt tên cho nó khác chút xíu để bán hàng cho nó dễ thôi. Tiếp tục chúng ta sẽ mở cái nắp lưng này lên nha các bạn. Cái này gọi là cái nẹp đi. Rồi cho dễ hiểu các bạn nha. Cái này là cái nẹp nha các bạn. Cái phần nẹp này là chúng ta sẽ tháo hết nguyên cái cụm các bạn à, chứ không phải là nó là cái nắp không nữa các bạn à. Cái này nó giống như dòng Oppo S9 nè. Các bạn sẽ tháo hết ốc cho mình luôn nha các bạn. Tháo ở phần phía dưới cụm nắp lưng luôn nè. Cụm loa dưới chứ lộn. Cụm này là cụm loa dưới nha, tháo từ trên đây nè, nó dính liền từ trên đây xuống đây chứ nó không phải là chỉ là cái nắp gời ở đây các bạn nha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành tháo cái phần cụm nắp lưng này ra nha các bạn. Các bạn muốn tháo dễ dàng thì các bạn sẽ tiến hành tách ở hướng này nha. Đó. Cái này là do lúc nãy giờ mình cầm cái máy nên nó vô tình bấm vào nút nguồn, máy tự khởi động lại rồi. Các bạn muốn tách dễ bạn sẽ tách ở phía cái cây sim nè. Đó, các bạn sẽ chêm cái móng tay vào trong cái chỗ cái lỗ cây sim, cái khe ngay chỗ gần cây sim ha. Đó, rất là nhẹ nhàng. Đó. Còn các bạn chêm ở ngang xương vậy thì nó rất là khó tại vì nó không có cái thế. Như lại ngay chỗ này nó cái vỏ nó dày, nó bo lại ha, nó bó lại rất là chắc ha. Còn ở chỗ cái lỗ khay sim thì nó sẽ có một cái gọi là điểm yếu á, cho nên chúng ta rất là dễ chêm cái móng tay chúng ta vào để chúng ta tách cái nắp lưng ra. Rồi bây giờ các bạn sẽ tiến hành tháo dây pin ha. Đó, dây pin. Rồi tiếp tục bạn sẽ tháo pin ra. Đó, dạch lên, dạch nắm cái cọng dây màu xanh này dạch lên, rồi tiếp tục nó dạch cái keo màu trắng ha. Đó. Các bạn sẽ đè như vậy. Ở đây các bạn sẽ tì cái ngón tay này nè. Tì vô đây rồi ta nắm cùng dây màu xanh ta kéo lên đó, mình thấy không, đây rất là dễ dàng, không có khó khăn gì cả. Rồi tiếp tục các bạn sẽ tháo cái miếng keo này ra cho mình luôn ha. Đó, còn nếu mà dây màn hình nó không nằm ở đoạn này, dây màn hình nó không có luồn từ dưới đây lên trên mà nó nằm ở dưới đây thì các bạn sẽ tiến hành tháo, không cần tháo cái phần pin này ra đó các bạn nha. Đó, đây nè các bạn, ta tháo cái cọng dây này ra thôi cũng được. Đây các bạn tháo luôn cái phần cụm nắp lưng nha. Đó. Đấy bạn. Cụm này gọi là cụm loa chứ không phải cụm nắp lưng, mình xin lỗi mọi người. Cứ hay lộn với nắp lưng ngoài, cái này là cụm loa. Đó. Đó. Thì để mà lấy được màn hình ra thì các bạn sẽ mở luôn cái socket này ra. Đó. Mở luôn cái socket của dây vân tay nha. Rồi chúng ta mở luôn cái dây socket của cái anten. Rồi giờ chúng ta sẽ tiến hành dở nhẹ cái phần men sạc lên. Đây, dở nhẹ cái men sạc lên để nó tách cái men sạc ra. Mở luôn cọng dây này ra nè. Đó. Rồi bây giờ các bạn sẽ dở một miếng cao su này ra. Ok, thì bây giờ chúng ta có thể tiến hành tách cái màn hình ra được rồi các bạn nha. Đó. Màn hình thì các bạn có thể sử dụng máy sấy tóc để mà làm cho nó nóng cái keo lên, hoặc là sử dụng máy khòa gì tùy các bạn ha. Đó. Hoặc là các bạn có thể sử dụng lau lam để các bạn tách ra luôn giống như mình ha. Nếu mà nó nhẹ, còn nó cứng quá thì bắt buộc phải gia nhiệt ha. Các bạn dùng lau lam chêm vô nha. Chỉ cần chêm vô được một lỗ thôi là được rồi. Chỉ cần nó vô được một đoạn thôi là chúng ta sẽ tách rất là dễ dàng nha. Đấy bạn. Chỉ cần cho nó vô được một đoạn thôi là ngon lành. Rồi nó chêm cái miếng mica vô. Tiếp theo các bạn sẽ luồn nó qua luôn nha. Luồn cái miếng mica này từ phía bên đây qua bên đây luôn. Nó luồn nó qua luôn. Luồn nó qua hoàn toàn luôn nha. Rồi các bạn sẽ xịt cái dung dịch cồn 90 độ hoặc là 70 độ hoặc là G530 tùy các bạn nha. Xịt nhẹ vô. Đó, để cho nó tan cái keo của phía dưới màn hình. Đó, để chúng ta dễ dàng ta lòn qua đây. Rồi khi mà chúng ta đã lòn được cái keo qua hai đầu như vậy rồi thì các bạn sẽ nắm cưa xuống ha. Đây nè, cưa xuống. Đó, rất là dễ dàng rồi nha, không có khó khăn gì cả. Đây, lấy cái màn hình ra đơn giản cực kỳ luôn. Đó. Bạn thấy không? Quá đơn giản luôn. Đó, rất là dễ ăn nha, không có khó khăn gì cả. Ok, xong rồi.
không nha. Thì giờ chúng ta chỉ cần vệ sinh mấy cái keo gon nè, ta lấy cái nhíp á, vuốt vuốt theo cái phần viền nè, để chúng ta lấy những cái gon cũ ra, đó, keo gon cũ ra cho nó sạch, đó, để chúng ta có thể lắp cái màn hình mới vô mà nó không có bị cấn bị đội này nọ ha, nó đẹp màn hình chúng ta. Ok, thì giờ cái công đoạn tiếp theo của chúng ta là mua màn hình mới về lắp thôi nha các bạn. Xiaomi 8 Pro ha. Xiaomi 8 Pro. Thì mình đã mua được màn hình rồi mọi người nha, Xiaomi 9 Pro 8 Pro nè. Đây là màn hình zin nha các bạn, màn hình zin 100% luôn nha các bạn. Đây. Nó sử dụng chung với lại A95 này nọ các bạn ha. Đó. Đây màn hình zin luôn các bạn nha. Đây các bạn. Màn hình tháo từ máy ra nha các bạn, cho nên các bạn sẽ thấy là nó sẽ có dư những cái keo gon nè. Đó, keo gon là do người ta tháo từ trên cái máy khác ra, cho nên nó còn dư một số keo gon. Đây bạn thấy không? Đó, muốn biết màn zin hay không là chúng ta phải nhìn vô ha. Đó, nó phải có xước ha. Đó, nó phải có cái dấu xước, dấu chày khi mà chúng ta tách cái màn hình ra khỏi cái máy máy khác ha. Đó, đây có dấu xước nè, đây có cái gon còn nè, bạn thấy không? Đó, đây là màn hình zin 100% nha các bạn. Đây có gon đỏ này nọ xung quanh cái dây cáp luôn nè. Màn hình này rất là mắc các bạn nha, zin bốc máy luôn đó. Thì dạo này các bạn cũng biết rồi, biên giới Việt Nam Trung Quốc thì hiện tại đang cấm biên, cho nên không có nhập hàng hóa được đâu. Mình đã phải chờ đợi hết một tuần lễ để mua được cái màn hình này. Đó, và mình đã chạy hết cái Sài Gòn này luôn, mình đi hết 4-5 tiệm linh kiện ở Sài Gòn này luôn. Đó, thì chỉ có một cái tiệm có thôi, và chỉ có một cái duy nhất luôn, không có tiệm nào có cả, chỉ có một tiệm này có và chỉ có một cái duy nhất này luôn. Đó, mình là người duy nhất mua được cái này luôn. Đó. Dạo này hiếm hàng lắm nha, màn hình G7 Pro, màn hình Oppo này nọ hiếm hàng cực kỳ luôn. Đó, bây giờ là tại thời điểm bây giờ là ngày 26 tháng 3 2022 nha các bạn. Đó. Tại nhiều lúc các bạn sau này các bạn 1 2 năm sau các bạn coi clip, nhiều lúc các bạn nói ủa sao đâu có hiếm hàng đâu, ông này nói hiếm hàng nha. Đó, mình phải nói ngày tháng lên để cho các bạn biết được ha. Các bạn. Các bạn nhìn thấy hai cái màn y chang nhau 100% luôn nè, thấy không? Không có khác nhau gì cả ha. Đó, màn zin ha. Ok. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình dán lại nha các bạn. Chúng ta sẽ tiến hành đi keo để chúng ta dán lại cái màn hình này. Đó. Mua một cái màn hình thôi mà phải đợi gần cái tuần lễ mua được, mà phải đi 3-4 lần bo không lượt các bạn nha. Đi 3-4 lần đi 3-4 lượt mới kiếm được đó. Ok, mình sẽ đi keo nha các bạn. Các bạn đi keo trên viền thôi, đừng có để keo nó lem xuống dưới phần viền máy nha. Tại vì nó lem xuống phần viền máy thì sau này khi các bạn muốn tách ra để mà thay thế kính là đó, máy bị bể kính, màn hình bị bể kính mà muốn thay thế kính cho màn hình đó thì tách ra nó khó lắm, nó rất là dễ hư màn hình nha. Chúng ta đi keo làm sao mà đừng để nó lọt xuống viền. Các bạn lưu ý ở đây nó sẽ có những cái con mắt tầm kiểm biến tìm cận này nọ nè, chúng ta né ra nha, đừng để cho keo nó lem vào, nó dính trên đó thì sau này máy sẽ không có sử dụng được những chức năng cảm biến tìm cận này nọ ha. Ok, ta sẽ tiến hành lòn dây cáp qua. Rồi, ta nhẹ nhàng ta úp màn hình vô. Đó, vừa nghính vừa khích luôn rồi nha. Y như màn zin, y như là máy zin luôn nha. Đó, thì màn đây là màn zin rồi đó, nhưng mà ý là y như máy zin luôn á. Đó, nó khích gịch luôn. Còn màn lô thì các bạn gắn vô nó sẽ thấy có một cái độ hở nha. Đó, màn lô thì nó sẽ không có được khích, nó không có được ngon lành như y chang gì đâu. Ok, giờ mình sẽ chỉnh lại cái dây phần dây cáp ha. Chỉnh lại phần dây cáp và mấy cái chân sạc này nọ cho nó gọn gọn lại nè. Nó vô khớp của nó mới được. Cho nó vô đúng khớp, đúng ngàm thì nó sẽ mới lắp được máy ha, mới gọn gàng được ha. Rồi, nó nhấn cáp này xuống nè. Rồi nó lắp lại cáp màn hình nha các bạn. Để cáp màn hình vô. Đó, đè nhẹ nhàng thôi, nghe tiếng bóp là xong. Rồi ta gấp tay cộng dây anten nè. Rồi ok. Đó, nhớ là mấy cộng dây cáp anten này các bạn phải chèn nó vô đúng cái khung cái ngàm nó nha, chứ không đúng nó sẽ cấn cái con gung nha. Khi mà lắp con gung vô nó cấn con gung đó các bạn. Rồi bây giờ nó tiến hành lắp cái nẹp vô cái lo chứ, cái lộn, xin lỗi mọi người. Nó có một cái gờ phía đầu này nè, ta nhét cái gờ này vô trước nha.
để chỉnh cho nó ngay thẳng lại các bạn. Chỗ nào mà thấy nó còn cấn cấn thì chúng ta phải chỉnh nó lại. Rồi ta sẽ coi nó bắt ốc như con nào, 1 2, nó sẽ bắt hai con ốc trước ha. Đó, nó sẽ bắt trước hai con ốc lại. Mình lộn rồi, hai ngốc này hai ngốc khác rồi. Đây nè, nó có hai ngốc nữa nè. Đây chỗ này là cái lỗ nó nhỏ nên sẽ sử dụng hai ngốc nhỏ nha các bạn. Đó. Ốc nó phải khác nhau hết chứ không có giống nhau đâu. Rồi tiếp tục thì nó sẽ lắp pin lại nha các bạn. Đó. Ta lắp đi socket pin lại luôn. Rồi bây giờ chúng ta tiến hành ta lắp cái cụm nắp lưng vô nha. Nhấn vô cho nó vô khớp nha, nó vô khớp vô ngàm. Đưa máy cao lên tí xíu. Chúng ta sẽ dò dò xung quanh lại nha, coi chỗ nào nó chưa vô khớp chưa vô ngàm các bạn nha. Đó. Ok, thì sau khi nó vô khớp hết rồi chúng ta tiến hành ta bắt ốc lại nha các bạn. Bắt ốc lại. Ở đây thì chúng ta sẽ bắt những con ốc phía dưới này trước nha. Đó. Tại những con ốc này nó sẽ nằm ở phía dưới cái kính cam. Rồi bắt hết luôn. Rồi. Ok. Tiếp tục nó bắt những con ốc còn lại các bạn. Đó. Rồi thấy phần phía dưới cụm loa. Quá nhiều ốc vít các bạn. Còn hai con nữa, cố lên. Ok, ta sẽ lắp lại sim để nhớ này nọ ha. Ok. Ok các bạn ha. Giờ nó tiến hành khởi động máy lên để kiểm tra coi. Đấy bạn, lên ha. Đó. Lát nữa mình sẽ kiểm tra, mình test cho các bạn coi lại nha. Tại vì màn hình zin thì nó đã lắm. Bây giờ mình sẽ quấn keo bỏ nè. Vệ sinh mấy cái keo ngon cũ cũ ra. Vệ sinh nó sạch keo ha. Rồi sạch sẽ. Bây giờ chúng ta tiến hành ta dán nắp lưng lại nha các bạn. Chúng ta cũng quấn cái keo ở trên cái phần nắp lưng này luôn nha. Các bạn quấn cái chỗ nào mà nó dán cục thôi nha. Chỗ nào nó gión cục, nó để nó còm còm lên thì quấn ra, còn nhà không có quấn, không có gión cục thì thôi. Tại vì khi mà nó gión cục như vậy thì chúng ta gắp vô cái màng, gắp vô cái vỏ thì nó sẽ bị hở, bị cấn chỗ này chỗ nọ ha. Chúng ta chỉ cần vệ sinh chỗ nào bị gión cục thôi. Chúng ta sẽ dùng keo dán lại nắp lưng nha. Ok, xong rồi đó các bạn.
Bây giờ chúng ta sẽ test lại cái màn hình cái đã ha. Đấy bạn. Pin còn 11% ha. Đấy bạn, màn hình sáng đẹp nhé bạn. Đó. Sáng đẹp trong veo cực kỳ luôn. Màn zin mà. Màn zin luôn mà chứ đâu phải là màn linh kiện, màn OLED này nọ đâu. Đây mình sẽ test cho bạn coi về chức năng cảm ứng nè, sao thăng sao thăng 899 thăng. Ok. Thì khi mà chúng ta bấm vậy thì nó sẽ nhảy ra một cái bảng để chúng ta kiểm tra máy. Thì các bạn sẽ bấm vào manual test nè, bấm vào device, bấm vào touch screen, bấm vào touch screen auto test nè, thì các bạn sẽ để nguyên để cho máy nó tự test màn hình nha. Đây nó báo là pass nè, là xong nha, là màn hình ok, không có bị lỗi nha các bạn. Nó vuốt lên nè. Đó, rồi các bạn muốn kiểm tra thêm về cái vấn đề gì nữa thì chúng ta kiểm tra, bấm nút gọi nha. Lộn rồi. Bấm lại từ đầu. Sao thăng 899 thăng. Đó, chúng ta sẽ vào phần auto test nè. Đó, ở đây thì nó sẽ tự động test cho chúng ta tất cả chức năng luôn. Đó, cái nền màu đỏ nè, nền màu xanh nè, nền xanh dương nè, màu trắng nè, nền đen nè. Đó, có bị hở sáng không? Đó, đây, chuyển đổi màu nè. Đó, để chúng ta kiểm tra ha. Đây thì nó đang kiểm tra chế độ rung này nọ. Thì cái này mình không cần kiểm tra tại vì mình chỉ cần kiểm tra màn hình thôi, tại chức năng cái nhiệm vụ của chúng ta là thay thế màn hình cho khách đó, thì là kiểm tra phần đó thôi. Còn máy khách còn hoạt động bình thường mà, đâu có vấn đề gì đâu. Ok, giờ chúng ta sẽ tiến hành vệ sinh lại cái phần keo mà chúng ta đã dán nha, nó bị lộ ra đó. Khi mà chúng ta dán keo thì tất nhiên nó xì keo ra rồi, thì chúng ta vệ sinh. Các bạn sẽ dùng cái dung dịch cồn ha, cồn 70 độ, cồn 90 độ tùy các bạn ha. Hoặc là dung dịch G530 gì đó thì tùy các bạn. Nó nhúng vô cái khăn cho nó ẩm tí xíu ha, rồi chúng ta vuốt theo cái viền. Đó. Lúc mà vừa mới dán xong cái keo nó còn ướt thì các bạn lau luôn cho rồi nha, đừng để cao keo nó khô rồi cái lau, thì lúc đó nó lau rất là khó nha. Nó vừa khó mà vừa nó bị trôi keo ra nữa. Nè, lau phần keo ở phía sau nắp lưng nè. Rồi, ta tiến hành ta quấn thun lại ha. Ở đây là vẫn còn một lớp keo Genty nè. Đó. Tháo ra là trong quắp trong queo luôn, bạn thấy không? Nè, màu sắc nè. Nè, cho bạn coi nè, thấy không? Đó. Thấy không? Đẹp can luôn chứ không phải là màn lô, màn 2IC, màn linh kiện sản xuất ha, bên hãng thứ ba đâu. Đó. Mà bây giờ kiếm mua mấy màn kia cũng đâu có đâu. Giờ muốn mua lô cũng không có đâu các bạn nè. À. Mua đúng được cái một á, chắc có lẽ là Sài Gòn này chắc còn được cái duy nhất này á. Ok, thì mình đã hoàn thành cái quá trình phục hồi lại cái con điện thoại Realme 8 Pro rồi. Thì mình cũng chia sẻ cho mọi người coi cái quá trình mình thay đó. Thì hy vọng mọi người sẽ thấy yêu thích thì bấm like, đăng ký kênh và chia sẻ ủng hộ cho mình nha. Mình hẹn gặp lại mọi người sau nha. Mình xin kết thúc cái video của mình đây. Đây, quyền máy nè, đẹp keng mà thấy không? Không có hở, không có cao, không có gì cả. Y gan như là máy mới mua luôn ha. Rồi, chào tạm biệt mọi người nha.